What's up những người anh em và chào anh em trở lại với kênh của Animal Gameplay. Ok, thì chúng ta ngày mai sẽ cùng theo dõi một cái thử thách, đó chính là trong cái xe. Ok, thì thử thách này sẽ là sao nhỉ? Thay đổi vũ khí trong 10 giây vậy, chung không nhớ, nhưng mà ấy tao rất nhiều món này. Wait, nên chọn cái này ở cái này đi, tí gọi sẽ rõ nhá. Còn tôi đầu tiên là khốn nữa, khốn giữ. Ok, nhiệm vụ thứ chúng ta rồi này đó chính là mỗi một giây nó sẽ thay tầm khoảng những khí khác nhau, còn đi không các chỉ cần chú ý trong 10 giây nữa là sẽ đã có một khí khác xuất hiện, nói chung là nó xuất hiện trong vòng theo tuần tự và ngẫu nhiên luôn đấy. Đây ta sẽ vòng sẽ một mạch nó xuống hết tất cả các vũ khí của các bạn, và các bạn sẽ gọi là gặp những loại vũ khí khác nhau đấy, còn theo 10 giây sau tôi được kim rồi, kiếm nguyên các bạn, mẹ là chí chết, ui trời, về phát kiếm nguyên rồi, rồi năm hạo, ui, chúng ta sẽ chơi đủ mọi bỏ lại đồ trong suốt một trận các bạn, chung là khá là lâu, về, thấy không, tôi vừa đổi sang một cái giả beng, xong rồi đổi sang một cái gì, rồi ra được cung bộ binh. À có cái cung bộ binh này tôi nhớ là đúng rồi, chí mạng đấy, thấy không, chí mạng luôn, chí luôn, ôi trời ơi, là cung ba tên các bạn, là cung ba tên đấy, cung ba tên chất cung trường, một cung kép, ai đi xuống này, ok cái máy xuống nó bắn được rồi, rồi 30 thằng. Wow, yeah, lão này, quên, tôi đổi sang cái gì rồi, ủa đây rồi, ui sao, công ty, là khu nhà tù để có cái con này các bạn, rồi mà cái kia này, cái bia kia là thì không có ở đây đâu, cái, đổ rồi ha, rồi được trên cái kia, lên chơi. A few moments later. Ôi trời ơi, ôi trời. Tại cái chèn nói các bạn. Đây là đỉnh phết các bạn ơi. Nhưng mà thì chuyện tôi đang gặp khá nhiều vấn đề. Nhưng mà tôi bị ăn đòn liên tục luôn. Đấy, ui. Xin lỗi. Ôi trời, gà thì thế rồi. Ôi cái đéo gì mày, chết. Ui mẹ, cút mẹ con chú khác này, phát ui tôi là bình ngủ mấy chứ tôi tưởng không. Ok, và sau khi bị ăn đòn dữ dội thì cũng ra được bước đầu tiên. Bước này là cầu đi ăn mà tôi sẽ đánh bại nó. Có nghĩ là phải dừng nó lại rồi thì ôi cái đoạn sau đó phết các bạn. Chết mẹ, tôi không để ý một tí. Giờ tôi sẽ lại cầm cái kiếm động kiếm nguyên này đánh nhau. Ôi chết mẹ, sự né cái đòn đấy nhỉ. Ôi giời, tại sao tôi không né cái đòn đâu, nó biết làm hiểu. Ui rồi, để nhau vào đây, hay lắm. Vào đây bạn ơi, vào đây này, bà phát đỡ quá đỉnh luôn. Ui vào đây bạn, đánh nhau. Ui đúng cái này là đau nha, đánh nè, ui xôi ôi đau. Cái gì bà, mặt nó buồn hết sự. Ok, ủa sao đi ý kiến không, trời tôi quay chúng cái video phế vật. Ôi trời ơi,
Ôi anh căng nha. Ôi 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 được rồi. Ôi hai chúng ta đã gọi là đánh được con này rất dễ dàng thôi, không gì khó cả. Ok, xem bên màn tiếp theo nha. Vâng, như thế mới kể nhé, thì ra The Timekeeper. Vào đây bạn ơi. Trời ơi. Thấy không? Nó đánh, nó ra với cả phi tiêu, nên là tôi còn tránh được. Thật là giả này. Ui, ui, chết mẹ bạn ơi. Trên này kiểu tôi có cái lỗi bạn. Kiểu như là sao nhỉ? Kiểu như là bởi vì là tôi đánh chậm, tôi không tôi để ý vào đâu. Rồi, ok, xin lỗi các bạn, nhưng mà thật sự nó khó quá. Khó quá, ta ra nè. Ui, ui. Đó là cái đoàn này các bạn ạ. Cách này thì đánh tao. Thì tôi cần hai cây rồi, cái ấn búng để bay màu như vậy. Đánh này, đánh. Ui. Nào. Tụi đoàn cái này tôi rất là mượt các bạn nhỉ. Chúng cái đoàn này ở đoàn phút khác rồi. Nó chống vậy, ở mượt. Ui. Rất là mượt. Ui bạn ơi, bạn cười gì bạn ơi. Thì à, tôi đã thắng kìa. Ra cái pro với AZ hơn, còn có đang hơn một tí. Vâng, người nhớ tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay là sẽ là The Hand of the King. Mà tay của Đức mua tôi sẽ nói nào. Chơi đá. Ui. Nhiều móng mắt, đôi đập. Đấy. Ui. Ui. Làm nào, như nào. Kinh bản quá. Kinh bản quá. Tôi sợ lắm, thật sự luôn. Bạn thấy tôi cả bu bu. Ok. Nó sẽ đánh tiếp con này. Quân trả trúng dính rồi, không phải no, hiểu không. Trả trúng dính. Ui ui ui. Ui trời ơi, bất máu cái này. Ok, nó thắng thời gian là kinh nhanh hơn. Phải được thắng rồi đang keeper các bạn ạ. Đây, phải chết là dễ dàng thôi. Ok, và bây giờ sẽ tiếp tục vượt qua những map khác. Ok bạn ơi, và sau khoảng 7-7-49 lần chết thì cuối cùng tôi cũng đã đến rồi. Tôi sẽ đối đầu trường quay của trò chơi hôm nay. Và chúng ta sẽ chờ connector. Và vẫn với giờ chúng ta 10 giây hay một vũ khí. Đấy, tôi sẽ phải đối đầu luôn nó các bạn. Cho nên rất là mệt rồi, nhưng mà như gọi đánh là đánh rất đau. Vâng, tôi đang dồn một đợt sát thương kỳ lớn. Ui rồi ôi, không thể đỡ được cái đoàn này, cảm giác khó chịu nhỉ. Ui kỳ sợi bạn chờ quá hãng mình. Rồi đấy, nó bóp tường. Nó sẽ thay một kia mới đây. Ui rồi ôi, được đúng cái món này. Cứ áp sát trường lại để ăn chí mạng thôi. Rất đơn giản, nó không lòng vòng. Ui ui qua đây. Gọi để ý không? Đấy thành niên kia nó gọi không phải ý thì quả phải tua lại vài giây trước nhá. Nó ngồi nó lắc. Thành niên không thấy ai. Ảo thật sự luôn. Ok. Ui. 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 Mày trong sạch chính quyền này các bạn ơi. Đây là trình tự này, thi tiết nào cũng kiếm quyền các bạn ạ. Tinh thở. Kiếm quyền, ôi trời ơi. Bỏ mẹ ơi. Tôi muốn chơi chiến thắng này. Ơ, hay nhìn đi khai lửa các bạn. Hay nhìn khai lửa, hay nhìn đình tạo lửa, không tạo lửa. Ui, ok. Ok, yeah. Quá tuyệt vời, chúng ta chiến thắng nha mày ơi. Quá tuyệt vời luôn. Và ta đã hoàn thành thách ngày mai rồi. Và thách 10 giây một vũ khí. Ok, thì các bạn đã xem video này. Và đừng quên like, share và subscribe cho gameplay nha. Và có sự động lực lớn để mình ra những video tiếp theo. Bye bye. I don't know.
Yeah.